Lưới của đội nhà rung lên, là cầu thủ của đội đối phương, Ramos lại suýt chút nữa nhảy theo ăn mừng. Nếu không phải bị huy hiệu đội tuyển của CR7 làm tỉnh lại, Ramos có lẽ đã quên mất rằng mình đang thi đấu ở World Cup. Thêm vào đó, lúc CR7 có bố tin sẽ rời Real Madrid là đội trưởng, Ramos sau nhiều lần khuyên nhủ không thành đã hét lớn vào mặt CR7. Tiểu xào khóa tay của Ramos không chỉ dùng với Salah mà cũng đã từng dùng với cả CR7. Trong một lần đối đầu, Ramos ý đồ khóa chặt lấy cánh tay của CR7. Dù CR7 đã kịp rút tay ra, nhưng anh cũng bị chấn thương không nhỏ. Mà khi CR7 chai giải quả bóng vàng, Ramos cũng thường chỉ bỏ phiếu cho Messi. Dường như trong mắt của Ramos, CR7 và anh chỉ là quan hệ đồng đội bình thường. Nhưng khi CR7 bị đối phương vây chặt lấy, Ramos sẽ là người đầu tiên đứng trắng trước mặt Ronaldo, bất chấp sự nguy hiểm. Khi CR7 và Maris, hai người dường như không có liên hệ gì. Khi CR7 gặp phải sự hoài nghi ở Juventus, Ramos vẫn đứng trước ống kính máy quay ủng hộ Ronaldo. Chưa biết chừng Ramos sẽ gia nhập MU ở mùa giải này, lần nữa trở thành người kề vai sát cánh cùng Ronaldo